It appears that there is more and more fire and smoke. World Trade Center on fire in New York. Up there, yeah. Now remember, oh my God. We, as a nation, pledge. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa nhìn lại những hình ảnh kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ khi hai chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới tại New York cùng với hai chiếc máy bay tấn công ở các địa điểm khác. 3.000 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố được cho là do tổ chức Hồi giáo Al-Qaeda thực hiện. 12 năm trôi qua, vết sẹo trong lòng người Mỹ vẫn chưa lành, ngay cả khi Mỹ đã rút quân khỏi chiến trường Iraq, nơi họ phát động cuộc chiến chống khủng bố sau vụ tấn công 11 tháng 9. Những ngày này, an ninh đã được tăng cường tại nhiều địa điểm, công trình công cộng và cơ sở quan trọng trong và ngoài nước Mỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn vụ việc tương tự vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Libya ngày 11 tháng 9 năm 2012. Cũng nhân dịp này, một bộ phim tài liệu đặc biệt đã được công chiếu, nhắc nhở về những ký ức cũng như động viên người dân Mỹ vượt qua nỗi đau khủng bố. Khi hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới, chúng đã cướp đi sinh mạng của 658 trong tổng số gần 1.000 nhân viên công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald đang làm việc trên tầng cao nhất của tòa tháp đầu tiên. Em trai của đạo diễn Gardner nằm trong số đó. Bà đã kể lại câu chuyện đau đớn trong bộ phim tài liệu mang tên Out of Clear Blue Sky. Tôi có thể nói, bộ phim vừa là một biện pháp trị liệu, vừa rất đau đớn. Nó hàm chứa rất nhiều mục đích. Nó cho phép tôi khám phá và tìm hiểu về sự kiện 11 tháng 9, điều mà tôi nghĩ là cần thiết và không thể thực hiện nếu không đặt mình vào vị trí một người làm phim. Ngày đó tôi đã sụp đổ hoàn toàn và nó rõ ràng đã giúp tôi đứng dậy. Trung tâm của bộ phim là chủ tịch và giám đốc điều hành công ty Cantor Fitzgerald, Howard Lunick, một người bố mất con, một lãnh đạo mất nhân viên, người đã không kìm được nước mắt khi thực hiện những cảnh phỏng vấn sau vụ khủng bố. Điều khó khăn nhất là trở lại hiện trường, trở lại những ký ức đó, kể lại nó với đạo diễn, người cũng chịu chung nỗi đau mất người thân. Cú sốc 11 tháng 9 và sự chỉ trích của công chúng sau đó đã làm thay đổi hoàn toàn Lutnick, người được biết đến với phong cách quản lý độc đoán. Công ty của ông đã thanh toán bảo hiểm y tế cho gia đình tất cả các nhân viên thiệt mạng trong 10 năm và trích cho họ 25% lợi nhuận công ty trong 5 năm. Khu phố xung quanh tòa tháp đôi hoang tàn ngày xưa, giờ đây đang thu hút nhiều công ty truyền thông nổi tiếng về đặt trụ sở khi trung tâm thương mại mới mang tên Một Thế Giới mở cửa vào cuối năm 2014, đầu 2015. Song với người lãnh đạo Cantor Fitzgerald, việc trở lại nơi cũ là một cảm giác quá đau đớn. Nhân viên mới của tôi có lẽ sẽ không quan tâm, nhưng đối với tôi, việc đó quá đau đớn. Trung tâm mới không có vấn đề gì cả, nhưng tốt hơn là tôi nên chọn phía bên kia của thành phố. Với bộ phim này, đạo diễn Daniel Gardner muốn tỏ lòng thành kính đến tất cả những công dân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố 11 tháng 9. Chúng tôi đã mất đi người thân. Nỗi đau đó sẽ không bao giờ được xoa dịu. Cảm giác kinh hoàng khiến bạn cảm thấy bất cứ điều gì bạn làm liên quan đến sự kiện này đều phải làm trong lòng thành kính đối với họ. Đau đớn và nổi giận sau vụ tấn công 11 tháng 9, chính quyền của cựu Tổng thống Bush đã phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, trong đó có chiến tranh Iraq bắt đầu từ năm 2003. Một thập kỷ sau cuộc tấn công của Liên quân do Mỹ dẫn đầu, Iraq hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng an ninh hỗn loạn và những vụ đánh bom gần như hàng ngày. Với hàng nghìn người thiệt mạng và vô số người khác bị thương, có thể nói chính người dân Iraq đang phải trả giá cho cuộc chiến mà phương Tây phát động tại quốc gia này. Những con đường đông nghẹt là cảnh tượng diễn ra hàng ngày tại thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đang có tới hơn 100 trạm kiểm soát an ninh. Sự bùng phát bạo lực mạnh mẽ đã khiến chính phủ Iraq áp đặt lệnh hạn chế giao thông tại Baghdad từ ngày 7 tháng 9 nhằm ngăn chặn các vụ đánh bom xe ở thủ đô. Tôi mất rất nhiều thời gian di chuyển do tắc nghẽn giao thông mỗi ngày. Tôi thường rời khỏi nhà vào khoảng 6 giờ sáng và đến nơi làm việc sau 8 giờ.
Sau khi Mỹ rút quân, người dân Iraq sống trong sợ hãi với những cuộc đánh bom như cơm bữa, được cho là do các chi nhánh khủng bố thực hiện. Khoảng 5.000 dân thường đã thiệt mạng và 12.000 người bị thương chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay. Số người thiệt mạng do bị đánh bom gần đây đã gia tăng. Tháng trước, các vụ tấn công bằng bom đã dẫn đến cái chết của 825 người và làm bị thương 4.000 người khác. Nhiều người dân Iraq được hỏi cho rằng tình hình tại quốc gia lân cận Syria cũng tương tự như Iraq trước đây khi phương Tây tìm cách can thiệp quân sự bằng một lý do nào đó. Và hậu quả sau những cuộc tấn công đó rất có thể sẽ giống như Iraq ngày nay. Hàng nghìn gia đình đã mất người thân trong vụ khủng bố 11 tháng 9, cùng với đó là hàng nghìn đứa trẻ vắng cha, hàng nghìn người mẹ xa con vì cuộc chiến chống khủng bố mà chính quyền Mỹ phát động sau đó. Có thể thấy, người dân Mỹ thấu hiểu thế nào là cái giá của chiến tranh và bạo lực. Đó cũng là một trong những lý do khiến hơn một nửa số người Mỹ được hỏi phản đối kế hoạch tấn công Syria của Nhà Trắng. Trước sức ép từ dư luận, ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama đã có bài phát biểu trực tiếp trước quốc dân, trong đó nhấn mạnh lý do và sự cần thiết của một hành động quân sự nhằm vào Syria. Tuy nhiên, nỗ lực cuối cùng của người đứng đầu Nhà Trắng vẫn vấp phải rào cản từ nhiều cử tri. Trong bài phát biểu dài 15 phút, Tổng thống Barack Obama đưa ra những bằng chứng về việc chính quyền Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học sát hại dân thường, đồng thời giải thích với người dân Mỹ lý do khiến Mỹ phải tấn công Syria, trong đó nhấn mạnh đến mối đe dọa đối với Mỹ và cộng đồng quốc tế một khi vũ khí hóa học được phổ biến. Nếu chúng ta không hành động, chế độ Assad sẽ thấy không có lý do gì để ngừng sử dụng vũ khí hóa học. Khi lệnh cấm sử dụng những vũ khí này bị bào mòn, những bạo chúa khác sẽ không có lý do để cân nhắc về việc mua khí độc và sử dụng chúng. Theo thời gian, quân đội của chúng ta một lần nữa sẽ phải đối mặt với viễn cảnh chiến tranh hóa học trên chiến trường và các tổ chức khủng bố có thể dễ dàng sở hữu cũng như sử dụng chúng để tấn công dân thường. Nếu cuộc chiến tràn ra ngoài biên giới Syria, những vũ khí này có thể đe dọa các đồng minh như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Israel. Và một thất bại trong việc chống lại vũ khí hóa học sẽ làm suy yếu việc cấm lại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời dung túng cho đồng minh của Assad là Iran, phớt lờ luật pháp quốc tế để xây dựng kho vũ khí hạt nhân. Đây không phải là thế giới mà chúng ta nên chấp nhận, đó chính là mối đe dọa. Phát biểu tại phòng phía đông của Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết ông đã đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về hành động quân sự chống Syria khi đang theo đuổi khả năng về một giải pháp ngoại giao. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng vẫn còn quá sớm để nói liệu kế hoạch của Nga nhằm vô hiệu hóa vũ khí hóa học Syria có đạt kết quả hay không, nhưng hoan nghênh sáng kiến này vì giúp thay thế hành động quân sự. Bên ngoài Nhà Trắng, đám đông những người biểu tình bày tỏ sự phản đối về kế hoạch tấn công Syria. Bài phát biểu của ông Obama nhằm vượt qua những hoài nghi của cộng đồng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, mặc dù ông Obama đã đảm bảo về sự can thiệp một cách hạn chế vào Syria, nhưng bài phát biểu vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Ông ấy đã cung cấp bằng chứng rất mạnh mẽ, nhưng chưa chắc ông ấy có thể làm thay đổi quan điểm của công chúng. Tất cả các cuộc điều tra đều cho thấy, đa số người Mỹ phản đối sự can thiệp này ở Syria. Có một thực tế mà chính Tổng thống Mỹ cũng phải đồng tình, đó là nhiều người Mỹ đã quá mệt mỏi với các hành động quân sự sau các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Dù cho Nhà Trắng có hứa hẹn về giới hạn của cuộc tấn công, song không gì khiến người dân Mỹ vững tin được rằng một khi nó xảy ra, Mỹ sẽ không xa lầy vào một cuộc chiến tranh dài dằng. Những hoạt động tưởng niệm vụ khủng bố 11 tháng 9 năm nay dường như trở nên nhạt nhòa trong làn sóng biểu tình chống chiến tranh đang diễn ra trên khắp nước Mỹ và thế giới. Cái chết và nỗi đau dù ở đâu cũng trở thành những vết sẹo khó lành và việc ngăn chặn một cuộc chiến bằng những biện pháp ngoại giao đang trở thành nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 11 tháng 9 năm 2013 cũng là ngày kỷ niệm quan trọng tại Nhật Bản. Nó đánh dấu tròn một năm ngày nước này quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Chính sự kiện này đã thổi bùng lên những căng thẳng xung quanh vấn đề biển đảo giữa hai nước láng giềng Trung Quốc và Nhật Bản. Trong hai ngày trở lại đây, cả hai bên đều liên tiếp có những động thái cho thấy sẽ kiên quyết không nhượng bộ đối phương trong việc giành quyền sở hữu quần đảo nói trên. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, vào khoảng 10 giờ 30 sáng ngày hôm qua 10 tháng 9, một đội 7 tàu cảnh sát biển Trung Quốc lần lượt mang số hiệu 2350, 1115, 1126, 2112, 2113, 2146 và 2506 đã tuần tra trong vùng nước của đảo tranh chấp Senkaku Điếu Ngư. Đây là lần thứ 59 Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc lấy lý do làm nhiệm vụ thực thi pháp luật để phái tàu công vụ đến Điếu Ngư Senkaku kể từ tháng 9 năm 2015.
2012 và là lần thứ 8 đội tàu cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra ở khu vực đảo tranh chấp nói trên. Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, 7 chiếc tàu nói trên đã ra khỏi vùng biển tranh chấp vào lúc 5 giờ chiều qua theo giờ địa phương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai tàu khu trục của lực lượng Hải quân Trung Quốc đã đi qua khu vực ngoài khơi giữa đảo chính Okinawa và quần đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa từ tối ngày 8 tháng 9 đến sáng sớm ngày 9 tháng 9, trong khi máy bay chiến đấu của nước này cũng đã phải cất cánh khẩn cấp khi phát hiện một máy bay không người lái xuất hiện gần quần đảo Senkaku điếu ngư. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ phân tích các bức ảnh chụp chiếc máy bay không người lái để xác định quốc gia sở hữu chiếc máy bay. Trước đó một ngày, hai máy bay ném bom của Trung Quốc đã thực hiện hành trình bay từ biển Hoa Đông tới Thái Bình Dương qua vùng biển gần quần đảo Okinawa. Đây là lần đầu tiên chính quyền Tokyo xác nhận máy bay ném bom của Trung Quốc bay qua chuỗi đảo ngoài khơi Tây Nam của Nhật Bản. Mặc dù được xác nhận rằng hai máy bay nói trên chưa xâm phạm không phận của Nhật Bản, tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này cho rằng đây là hoạt động bất thường của máy bay ném bom của Trung Quốc. Nhật Bản sẽ tăng cường giám sát hoạt động của máy bay, tàu thuyền nước láng giềng, nhất là trong thời điểm hiện nay. Hiện tại, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trong bối cảnh Tokyo kỷ niệm một năm quốc hữu hóa ba hòn đảo nằm trong chuỗi đảo Senkaku điếu ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc. Phát biểu trước báo giới nhân ngày này, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 11 tháng 9 khẳng định họ sẽ làm tất cả những điều cần thiết để bảo vệ các hòn đảo, song cũng sẵn sàng tìm kiếm một bước đột phá mới trong quan hệ với quốc gia láng giềng. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và không phận của Nhật Bản, nhưng đồng thời cũng tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho vấn đề tranh chấp lãnh hải. Chúng tôi không muốn tình hình leo thang. Chúng tôi muốn tiếp tục thảo luận với Trung Quốc để cải thiện tình hình hiện nay. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tokyo hôm qua cho biết sẽ cân nhắc kế hoạch đưa các nhân viên công vụ ra đồn trú tại các hòn đảo không người ở để gia tăng khả năng kiểm soát các hòn đảo này. Quyết định trên sẽ được đưa ra dựa trên đánh giá từ quan điểm chiến lược về hoàn cảnh và bối cảnh cụ thể. Đưa nhân viên chính phủ ra các hòn đảo cũng là một lựa chọn. Tôi cho rằng nó nên được xem xét từ một quan điểm chiến lược. Bắc Kinh đã ngay lập tức có phản ứng trước tuyên bố trên, đồng thời cảnh báo sẽ không tha thứ cho hành động khiêu khích của Nhật Bản. Chính phủ Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước và sẽ không chấp nhận bất cứ hành động khiêu khích khiến tình hình leo thang trong vấn đề chủ quyền của Trung Quốc. Nếu phía Nhật Bản thực hiện các hành động khiêu khích, sẽ phải lãnh chịu hậu quả. Việc chính quyền Nhật Bản mua lại ba hòn đảo trên quần đảo Senkaku điếu ngư từ một chủ sở hữu tư nhân cách đây đúng một năm đã làm bùng lên sự phẫn nộ Trung Quốc. Mối quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp giữa hai nền kinh tế thứ hai và thứ ba thế giới cũng đã trở nên căng thẳng hơn kể từ thời điểm đó khi mà máy bay và tàu của hai nước liên tục chơi trò mèo vờn chuột ở các khu vực lân cận ba hòn đảo nói trên. Không chỉ vậy, việc Nhật Bản có kế hoạch chi mạnh tay đầu tư cho vũ khí, quốc phòng trong thời gian tới cũng cho thấy chủ quyền biển đảo và an ninh quốc phòng đang là mục tiêu hàng đầu của nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 30 tháng 8 vừa công bố năm tài khoá 2014 sẽ xin 4.892,8 tỷ yên, tương đương khoảng 49,1 tỷ đô la Mỹ ngân sách quốc phòng, tăng 2,9% so với tài khoá 2013. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, đây sẽ là mức tăng lớn nhất ngân sách quốc phòng kể từ năm 1992 đến nay, đồng thời là sự tăng trưởng ngân sách quốc phòng 2 năm liên tục của Nhật Bản. Trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang có chiều hướng xấu, việc Tokyo mạnh tay chi tiền cho ngân sách quốc phòng được một số hãng tin như Reuters hay AFP nhận định rằng đó là quyết tâm kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và không phận của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm đối phó với chính quyền Bắc Kinh. Theo đó, Nhật Bản sẽ không bỏ qua mục tiêu tập trung vào các đảo ở phía Tây Nam, trong đó có nhóm đảo Senkaku điếu ngư, nhằm tăng cường toàn diện khả năng cảnh báo, giám sát, hiện đại hóa sức chiến đấu, nâng cao toàn diện khả năng đối phó với các hoạt động tấn công trên đảo. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định sẽ chi 1,3 tỷ yên trong ngân sách quốc phòng năm tài khoá 2014 để xây dựng một đơn vị mới với chức năng giám sát và cảnh báo không phận ở căn cứ Naha, tỉnh Okinawa nhằm đối phó với các hoạt động ngày càng gia tăng của máy bay và tàu thuyền Trung Quốc tại khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư.
trong bối cảnh quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc vì những tranh chấp trên quần đảo Senkaku điếu ngư mà rơi vào tình trạng đối đầu căng thẳng như hiện nay, việc Tokyo tăng mạnh ngân sách chi cho quốc phòng, coi việc tăng cường khả năng quân sự cơ động ở các đảo phía Tây làm trục chính, chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc không khỏi lo ngại. Tuy nhiên, một khi Bắc Kinh vẫn giữ thái độ cứng rắn trong vấn đề biển đảo, thì việc Nhật Bản tăng cường củng cố quân sự có thể chỉ càng khiến cuộc xung đột giữa hai bên trở nên sâu sắc và khó tìm được một điểm dừng. Môi trường an ninh Đông Á vì thế càng đứng trước nguy cơ bị đe dọa. Tới đây, Chuyện Đông Chuyện Tây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong 15 phút của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.